Không biết các bạn có còn nhớ không, nhưng bên cạnh những bài kiểm tra, những lần thi cử thì nỗi ám ảnh của học trò đó chính là phải trực nhật. Trong khi lũ bạn đang còn say giấc nồng thì những ai trực nhật đã phải lên trường từ sớm, gột dọn và chuẩn bị cho lớp học thật sạch sẽ. Không nói cũng biết, tuần nào mà phải trực nhật thì khổ đến nhường nào. Chưa hết, không chỉ trực nhật đầu buổi, giữa mỗi tiết học hay trong tiết học còn phải thay nhau lao bảng. Mà bảng lao phải thật sạch chứ không được còn vết trắng, nếu không sẽ bị thầy cô giáo ghim cho mà xem. Tuy nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với lớp học dưới đây bởi thầy giáo quá tâm lý. Biết học trò trực nhật mệt nên đã tự lao luôn bảng, cũng chính từ đây câu chuyện hài hước đã xảy ra. Hi mu nờ gia ngờ ba y nhưng ba ngờ chưa khô. Ảnh. Cụ thể bức ảnh này được chụp trong một tiết học vật lý tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh. Theo chia sẻ của cậu bạn Phúc Tân chủ nhân bài viết đang gây bão mạng xã hội, lu cờ nay là đăng trong ti tờ ly, y đăng gia ngờ ba y nhanh nhưng tại y ba ngờ mơ y lao xong nên co nờ ưa tờ, mà y không thi chờ di tờ ba ngờ ưa tờ nên y mơ y cây qua tờ đây là mờ khâu ba ngờ nhanh. Theo cậu bạn tiết lộ, thầy tên là Phạm Điền Khoa đang là giáo viên vật lý trường mình, thầy mới ra trường thôi nên còn trẻ trung lắm. Tu y mình thi quen dơ y di cờ y hay u hai y nên y bi nhờ ngờ, cung ngờ co y sương sương cho thầy vui. Học với thầy vui lắm, tính thầy dễ thương cực, dân mạng đảm bảo gato khi bọn mình học với thầy giáo tâm lý như này luôn. Sau khi bài đăng được đăng tải, đã thu hút hơn 22.000 lượt cảm xúc và hàng trăm lượt bình luận chia sẻ. Phần đa dân mạng cho rằng lớp học này quá hạnh phúc khi được học với một thầy giáo tâm lý, đồng thời cho biết trực nhật là nỗi ám ảnh suốt quãng đời học sinh nên được thầy cô giúp thì quá là vui mừng.